please don't cry. Đừng tiếc nói với chẳng thể ở lại. Đừng để nước mắt em rơi vì ai. Đừng yêu lần thứ hai. Oh please don't cry. Giờ hãy ra khỏi chỉ còn hiện tại. Đừng trách mong mai hai ta đều sai. Và đừng nói rằng em lần hai. Nó về tới nhà 6 giờ sáng đầy mùi rượu. Nhớ rõ đêm qua nó đã hứa với lòng sẽ uống chỉ vừa đủ. Con bạn thân bạn ngồi nói chuyện khá hợp gu. Với lại cái chút gì đó từ em khiến nó chợt nhớ về người cũ. Lý thứ nhất, em vẫn nhìn anh với ánh mắt của người ngoài. Lý thứ hai, bạn em đây nhưng mà em vẫn ngồi lặng. Đến lý thứ ba, một câu nói của anh đã xuôi tai. Tình yêu thật khôi hài, thảo nào anh nhìn em là cười hoài. Đơn giản, sách vở đưa về em ở đâu, biết khi nào gặp lại. Mình làm gì cho nhớ nhau. Nóng như là lửa ta lại lao vào như thiêu thân. Hai chân chia đôi ngã như quá sức chịu đựng. Khi trời sáng, nó vội phóng mức như siêu nhân. Nó không dự định đây là nơi tá túc nhiều lần. Vả lại, dù có muốn cũng không thể. Tin nhắn trong điện thoại, sao đêm qua anh không về. Oh please don't cry. Đừng tiếc nữa thứ chẳng thể ở lại. Đừng để nước mắt em rơi vì ai. Đừng yêu lần thứ hai. Oh please don't cry. Giờ biết quá khứ chỉ còn hiện tại. Đừng chỉ mong mỗi hai ta đều sai. Tình nghi suy nghĩ kỹ những dấu vết về những nơi mà mình đi. Anh tiếp khách uống vài ly, trả dự án ở công ty. Cô ấy thì cực đau nhưng còn ở trong lòng đầy hoài nghi. Như là tiếp khách với ai, uống được hết mấy chai. Dự án nào lớn đến nỗi để mà không thể chờ tới mai. Nhưng mà cô ta chọn im lặng và đó cũng đủ nhiên liệu để con quay phần cả hai cùng nhau tiếp tục chiến thắng. Oh well, cũng đã lâu cả hai bên đã ngừng đấu. Và những đêm mà nó vắng mặt cũng chẳng phải là lần đầu. Ít nhất là khi mà ta đã chọn lừa dối nhau. Chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gói đâu. Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối. Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội. Không có một tội lỗi nó không thể sám hối. Mình sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội. Trong công ty, ý chí muốn chạy về nhà nhưng đôi chân thì lại không đi. Hay đợi tao đưa mày về, nó cực đầu đồng ý. Mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên tivi. Nhà nó cháy với vợ của nó, còn bên trong không kịp ra. Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga. Tại khám nghiệm, hai dòng nước mắt nó lai láng. Bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được 2 tháng.